Vòng 12 giải vô địch quốc gia World Cup 247 có trận cầu tâm điểm giữa Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Hà Nội. Ở thời điểm chỉ còn một ngày nữa đội tuyển đã bay sang Thái Lan dự King's Cup thì đây là hình ảnh mà huấn luyện viên Park Hang-seo rất không muốn thấy vào lúc này. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Hà Nội được mở đầu với những cơ hội dành cho đội khách khi mà Hùng Dũng và Quang Hải đều đã có những cú sút nguy hiểm. Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai cũng có pha đáp trả xứng đáng với tình huống xử lý và dứt điểm kỹ thuật của tiền vệ Tuấn Anh, buộc thủ môn Văn Công phải trôi tại đáy bóng. Đến phút 37, câu lạc bộ Hà Nội buộc phải thay người khi Đình Trọng bị chấn thương. Trung vệ này tỏ ra rất đau đớn. Đây là một tổn thất không nhỏ, không chỉ với câu lạc bộ Hà Nội mà còn với đội tuyển quốc gia trong thời điểm King's Cup đang tới gần. Sang hiệp 2, những cơ hội vẫn được tạo ra nhưng bàn thắng lại không có. Vì thế, hai đội đánh rời sân với kết quả hòa 0-0. Theo thông tin chúng tôi vừa mới nhận được thì trung vệ Đình Trọng bị tổn thương dây chằng chéo sau. Mức độ nghiêm trọng thì vẫn phải chờ kết quả kiểm tra của các bác sĩ vào ngày mai. Nhưng gần như chắc chắn Đình Trọng sẽ không thể tham dự King's Cup. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia tập trung ở sân Pleiku và có lẽ nếu như không phải sáng mai có một cuộc gặp gỡ chia sẻ thông tin với báo chí tại Hà Nội rồi buổi chiều đã ra sân bay thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có mặt ở Gia Lai để xem trận đấu vừa rồi. Thay vào đó, ông chọn di chuyển một quãng đường ngắn hơn để xem trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Quảng Nam trên sân Lạch Tray. Đây là trận đấu mà tân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã bắt đầu thổi một luồng gió mới vào lối chơi của câu lạc bộ Quảng Nam. Tiếp đón đội bóng đứng cuối bảng là câu lạc bộ Quảng Nam, các cầu thủ Hải Phòng trong trang phục áo đỏ đã tạo ra không dưới 3 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn. Nhưng việc bỏ lỡ những cơ hội 10-10 như thế này đã khiến đội chủ nhà phải trả giá bằng 3 bàn thua. Hai trong số đó đến từ những tình huống cố định và đều được kết thúc bằng đầu. Bàn còn lại đến từ một tình huống phản công nhanh. Quốc Chí là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho câu lạc bộ Quảng Nam. Và với kết quả này, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vươn lên đứng ở vị trí thứ 13 và đẩy Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam xuống thế chỗ của mình. Bởi trận đấu cùng giờ, đội bóng này đã phải nhận thất bại 0-1 trên sân của BKMX Bình Dương. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là hậu vệ Hồ Tấn Tài, người vừa được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam.